Xin chào mọi người, thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người móc bé móc túi gấu cực kỳ đơn giản và dễ luôn nhá. Thì túi này của mình là cao tầm khoảng 12 đến 15 cm nha mọi người. Thì mọi người có thể đựng son hoặc là đựng gì đó vào cũng được nhá, đựng tai nghe thứ đều được. Bây giờ thì chúng mình sẽ bắt tay vào làm luôn nhá mọi người. Bé gấu này thì mình sẽ móc chập 3 sợi nha mọi người. Rồi, đầu tiên bây giờ là mọi người sẽ tạo cho mình một vòng tròn ma thuật. Quấn lên qua ngón út. Xong là ngón này. Sẽ được, mọi người sẽ được như thế này. Sau đó thì mọi người sẽ tạo cho mình một vòng tròn như thế này. Sau đó mọi người sẽ lấy kim cho mình. Đâm kim qua vòng tròn. Lấy lên kéo qua vòng tròn, sau đó mọi người sẽ lên cho mình một bính. Vậy là chúng mình đã xong tạo xong vòng tròn ma thuật rồi nhé. Thì tiếp theo thì sau khi tạo xong vòng tròn ma thuật, mọi người sẽ móc cho mình 10 mũi nửa kép vào trong vòng tròn ma thuật cho mình. Một này. Hai. Ba. Bốn. Năm. Sáu. Bảy. Tám. Chín. Và mười. Sau khi mà mọi người móc xong 10 mũi nửa kép cho một chân rồi thì mọi người sẽ cầm cái sợi dây này và rút thật chặt cho mình để cho cái vòng tròn ở giữa này nó được khít lại như thế này nhé. Và sau khi mà rút xong, mọi người sẽ trượt vào chân mũi đầu tiên này cho mình. Kéo qua. Sau đó sẽ... Sau khi mà móc xong vòng tròn này thì mọi người sẽ trượt qua chân mũi đầu tiên cho mình. Kéo qua, sau đó sẽ lên cho mình một bính. Vậy là chúng ta xong hàng thứ nhất rồi nhé mọi người. Sang hàng số thứ hai thì mọi người sẽ lên cho mình hai bính. Sau đó thì mọi người sẽ móc cho mình là 10 mũi nửa kép tăng nhá. Có nghĩa là mỗi một chân mũi này thì mọi người sẽ móc cho mình 2 mũi nửa kép cho một chân. Một này. Hai. Rồi, mọi người sẽ móc cho mình 2 mũi nửa kép cho một chân như thế này. Và mọi người nhớ đánh dấu mũi đầu tiên lại cho mình nhé. Đánh dấu mũi đầu tiên lại cho mình. Tiếp theo thì các chân mũi còn lại mọi người cũng sẽ móc cho mình 2 mũi nửa kép cho một chân. Một này. Tại thì mình đã móc xong hàng số thứ hai rồi nhé mọi người. Thì bây giờ chúng ta sẽ sang hàng số thứ ba. Thì hàng ba này mọi người sẽ móc cho mình cụm là một mũi nửa kép và một mũi nửa kép tăng, lặp lại 10 lần nhé. Cho mũi đầu tiên này chúng ta sẽ móc một mũi nửa kép.
Mũi thứ hai thì mọi người sẽ móc cho mình hai mũi kép, hai mũi nửa kép cho một chân. Rồi mình đã xong một cụm rồi, rồi nha mọi người. Tiếp theo thì mọi người lặp lại cho mình một mũi nửa kép này, xong một mũi nửa hai mũi nửa kép cho một chân. Mọi người lặp lại 10 lần cho mình. Cứ một mũi nửa kép xong là một mũi nửa kép tăng. Hiện tại thì mình đã móc xong hàng số thứ 3 rồi nha mọi người. Bây giờ là mọi người sẽ lấy cho mình 10 cái kim đánh dấu. Mọi người sẽ đánh dấu cái mũi đầu tiên, mũi cuối cùng này lại cho mình. Rồi, mọi người đánh dấu mũi đấy lại cho mình nhá. Bây giờ thì chúng mình sẽ móc tiếp hàng số thứ 4. Đầu tiên là mọi người sẽ móc cho mình một mũi đơn vào mũi đầu tiên. Một mũi đơn này. Và mọi người cũng sẽ lấy kim đánh dấu để đánh dấu cái mũi đơn đầu tiên này cho mình. Tiếp theo thì mọi người lại móc cho mình một mũi nửa kép vào trên mũi tiếp theo. Nửa kép này. Tiếp theo thì mọi người lại móc cho mình ở trên mũi này, mọi người sẽ móc cho mình hai mũi kép đơn. Một mũi kép này. Hai mũi kép cho một chân. Rồi tiếp theo mọi người sẽ móc cho mình hai mũi kép đơn vào chân mũi tiếp theo nữa, hai mũi kép cho một chân. Tiếp tục chân mũi tiếp theo mọi người lại móc cho mình hai mũi kép cho một chân nữa. Và sau khi móc xong thì chúng ta sẽ được ba mũi kép tăng như thế này. Sau đó thì mọi người đã móc cho mình một mũi nửa kép vào chân mũi tiếp theo. Sau khi móc mũi nửa kép xong thì mọi người sẽ móc cho mình một mũi đơn vào chân mũi tiếp theo này. Tiếp theo mọi người sẽ lấy một cái chiếc kim đánh dấu như này, đánh dấu cái mũi này cho mình nhá, cái mũi tiếp theo của mũi nửa kép ấy. Rồi sau đó thì mọi người sẽ lên cho mình một bính. Quay lại. Mọi người sẽ móc tiếp lên hàng này cho mình. Là mọi người sẽ móc một mũi đơn vào cái mũi đầu tiên này. Đánh dấu mũi này lại cho mình nhé. Sau khi móc xong mũi đơn thì mọi người sẽ móc cho mình một mũi nửa kép. Một mũi nửa kép này. Sau mũi nửa kép thì mọi người sẽ móc cho mình 6 mũi kép tăng. Có nghĩa là 6 mũi tiếp theo này thì mỗi một chân mũi này mọi người sẽ móc cho mình hai mũi kép cho một chân. Một mũi kép tăng này. Ôi. Hai mũi kép tăng. Hai mũi kép tăng này. Ba mũi kép tăng. Bốn mũi kép tăng. Năm mũi kép tăng này. Sáu mũi kép tăng. Rồi sau khi móc xong 6 mũi kép tăng thì cho mũi tiếp theo này mọi người sẽ móc cho mình một mũi nửa kép.
Cho mũi cuối cùng này thì mọi người sẽ móc cho mình một mũi đơn vào đây. Sau khi móc xong một mũi đơn thì mọi người sẽ trượt vào chân mũi này cho mình, trượt vào chân mũi đầu tiên chúng ta đánh dấu đó. Đó, sau khi trượt xong thì mọi người sẽ lên cho mình 5 bính, 1, 2, 3, 4 và 5. Sau khi lên 5 bính xong thì nó sẽ đường thẳng như này đúng không? Mọi người sẽ quay lại như này cho mình. Mọi người sẽ móc vào những cái viền, viền này này. Mọi người sẽ móc vào cái viền này cho mình. Đó. Và mọi người sẽ bỏ qua 3 cái viền đầu tiên. 1 này. 1 này. 2. Đây cái đầu tiên này, 1, 2 và 3, và mọi người sẽ móc vào cái thứ tư cho mình, cái thứ tư và cái thứ năm nhá. Cái thứ tư này và cái thứ năm. Móc cho mình một mũi kép đôi vào đấy. Đây nha mọi người. Đây là đường thẳng, mọi người sẽ quay ra, mọi người sẽ móc vào đây. Thôi mọi người sẽ đâm kim vào đây này, đó. Móc một mũi kép đôi cho mình. Một mũi kép đôi này. Tiếp theo một mũi kép đôi nữa vào cái chân mũi thủ thứ năm là cái chân này. Đó. Sau khi mà mọi người móc trong 2 mũi kép đôi thì tiếp theo mọi người sẽ bỏ cho mình 3 mũi. 1, 2 và 3, và mọi người sẽ móc vào cái mũi, mọi người sẽ trượt vào cái mũi thứ năm cho mình. Bỏ 3 mũi này, 1, 2 và 3, và móc vào cái mũi thứ tư. Trượt cho mình nhá. Trượt. Đó, như vậy là chúng ta đã xong một cái tay. Sau khi mà trượt xong rồi thì tiếp theo mọi người sẽ móc cho mình một mũi đơn ở chân mũi tiếp theo. Sau đó móc cho mình một mũi nửa kép vào cùng chân đấy luôn. Mũi nửa kép này, sau đó tiếp theo lại một mũi kép cùng chân. Vậy là chúng ta sẽ có một mũi đơn, một mũi nửa kép và một mũi kép chung một chân này. Tiếp theo sau đó thì mọi người sẽ móc cho mình 2 mũi kép vào chân tiếp theo. Một này. Hai. Sau 2 mũi nửa kép chung chân, 2 mũi kép chung chân thì tiếp theo mọi người sẽ móc cho mình một mũi kép vào chân tiếp theo. Sau khi móc mũi kép xong, tiếp theo mọi người sẽ móc một mũi nửa kép chung chân với mũi kép vừa nãy luôn. Rồi, sau đó tiếp tục thì mọi người sẽ trượt. Mọi người sẽ móc cho mình 7 mũi trượt vào 7 chân mũi tiếp theo. 1 này. 2. 3 này. 4. 5. Sáu và bảy mũi trượt. Sau khi mọi người trượt 7 mũi xong, tiếp theo thì mọi người sẽ móc cho mình là một mũi nửa kép vào chân mũi tiếp theo. Một mũi nửa kép này. Một này. Sau mũi nửa kép mọi người sẽ móc cho mình một mũi kép chung chân đấy luôn. Tiếp theo, mũi tiếp theo mọi người sẽ móc cho mình 2 mũi kép cho một chân. 1 2. Rồi sau 2 mũi nửa kép tiếp theo này thì mọi người sẽ móc cho mình một mũi kép vào đây. Mũi kép vào chân mũi tiếp theo. Sau đó là một mũi nửa kép chung chân luôn. Và một mũi đơn cũng chung chân. Rồi sau đó thì mọi người sẽ trượt vào chân mũi tiếp theo cho mình. Sau khi trượt xong, mọi người sẽ lên cho mình 5 bính. 1, 2, 3, 4 và 5. Sau khi mà lên 5 bính xong thì mọi người sẽ móc 2 mũi kép đôi y như cái bên này. Lúc nãy nha, mọi người sẽ cũng quay ngang như này và móc vào 2 cái phần viền dưới này cho mình. Mua 2 mũi kép đôi.
Tiếp theo lại một mũi ghép đôi nữa vào cái chân mũi số thứ 5 này. Và sau khi móc xong 2 mũi ghép đôi thì mọi người sẽ chuột, mọi người sẽ bỏ 3 mũi này, 1, 2 và 3. Mọi người sẽ chuột vào cái chân mũi số 4 là mình đánh dấu đây rồi nhá. Chuột vào đây. Chuột. Sau khi chuột xong thì mọi người sẽ móc cho mình một mũi đơn vào cái mũi mà mình đánh dấu đây này. Mọi người sẽ móc mũi đơn vào đây. Hết chặt một mũi đơn lên trên này. Rồi sau đó thì ba mũi tiếp theo này mọi người cũng sẽ móc mũi đơn cho mình. Là tổng cộng chúng ta sẽ móc 4 mũi đơn á. 2 3 4 mũi đơn. Sau khi móc xong 4 mũi đơn thì tiếp theo mọi người sẽ móc cho mình 4 mũi kép chung một chân vào chân mũi số thứ 5. 4 mũi kép này. Một, hai, ba và bốn. Sau khi móc xong 4 mũi kép cho một chân rồi thì tiếp theo mọi người sẽ trượt vào chân mũi tiếp theo cho mình. Trượt. Sau khi trượt xong mọi người sẽ móc cho mình 4 mũi đơn và 4 chân mũi tiếp theo. Một này. 2 3 và 4. Sau khi móc xong 4 mũi đơn thì tiếp theo mọi người sẽ móc cho mình 4 mũi nửa kép. À không, tiếp theo mọi người sẽ chuột cho mình. Sau chuột xong thì mọi người sẽ móc cho mình 4 mũi nửa kép vào đây, vào cho mũi tiếp theo. À 4 mũi kép. Thì chúng ta được cái tai thứ hai. Một này. Hai. Ba. Bốn. Sau khi móc xong 4 mũi nữa, 4 mũi kép trong một chân thì mọi người sẽ móc cho mình 4 mũi đơn và 4 chân mũi còn lại này nhá. 1 này. 2 3 và 4. Sau khi móc xong 4 mũi đơn xong mọi người sẽ kéo len ra cho mình và cắt. Cắt xong mọi người sẽ kéo cái len này sang phần sau. Đó. Như vậy là chúng ta đã xong một mặt gấu rồi nha mọi người. Mọi người sẽ cắt. Mọi người sẽ kéo cái len ở dưới này về phía sau cho mình. Và mọi người sẽ móc cho mình thêm một miếng gấu y hệt như thế này nữa nhá, là chúng ta sẽ móc hai chiếc như thế này. Bây giờ thì mình sẽ sử dụng màu xanh dương này để mà móc hình trái tim nhé mọi người. Nếu như mà mọi người không thích màu xanh dương này thì mọi người có thể sử dụng màu tùy thích cũng được nhé. Đầu tiên thì mọi người cũng sẽ tạo cho mình một vòng tròn ma thuật. Rồi sau khi tạo xong vòng tròn ma thuật thì tiếp theo bây giờ mọi người sẽ lên cho mình 3 bính. Ở đây thì mình đã lên một bính rồi nha, tiếp theo mọi người sẽ lên cho mình thêm 2 bính nữa. Như vậy là chúng ta đã lên xong 3 bính. Sau khi lên xong 3 bính thì mọi người sẽ móc cho mình 3 mũi kép đôi vào trong vòng tròn ma thuật nhá. Mũi kép đôi thì mọi người sẽ lấy 2 vòng dây cho mình.
Đó, sau đó đi kéo lên qua hai vòng trước này. À, tiếp tục lại làm y hệt như vậy. Bọn mình đã được hai mũi kép đôi rồi nhá. Tiếp theo mũi kép đôi thứ ba. Sau khi mà móc xong hai mũi kép đôi thì tiếp theo mọi người sẽ móc cho mình ba mũi kép vào trong vòng tròn. Một mũi kép này, hai mũi kép đơn, ba mũi kép đơn. Vậy là chúng mình đã móc xong ba mũi kép đơn. Sau ba mũi kép đơn thì tiếp theo mọi người sẽ lên cho mình một bính. Sau đó sau khi lên một bính xong thì mọi người lại móc cho mình ba mũi kép đơn vào trong vòng tròn ma thuật tiếp. Một này, hai và ba. Sau ba kép đơn thì tiếp theo mọi người lại móc cho mình ba mũi kép đôi. Một này, một kép đôi này, hai kép đôi và ba kép đôi. Sau khi móc xong ba mũi kép đôi thì tiếp theo mọi người sẽ lên cho mình ba bính. Một, hai và ba. Sau khi lên ba bính xong thì mọi người sẽ trượt vào trong vòng tròn này cho mình. Sau khi trượt xong mọi người sẽ lên một bính, kéo lên ra và cắt len cho mình. Còn cái vòng tròn này thì mọi người sẽ dứt cho khít lại nhé. Sau khi dứt cho khít lại xong thì chúng mình đã móc xong hình trái tim như vậy. Tiếp theo bây giờ thì mình sẽ dán hai cái tay này vào trong để mà kiểu nó có cái hình dáng giống như đang ôm ấy mọi người. Tay bên này cũng vậy. Sau đó thì mọi người sẽ dán hình trái tim vào giữa. Tiếp theo thì mọi người sẽ lấy cho mình một sợi len như này để chúng ta khâu hai mảnh lại với nhau nhé. Mọi người sẽ cân cho chuẩn và chúng ta sẽ khâu từ cái bên này nha mọi người, chỗ tai này. Mình sẽ buộc cái này lại cho chắc. Tiếp theo thì mọi người cũng khâu như bình thường là được.
Sau khi khâu xong thì mọi người sẽ chốt và kết hàng cho mình rồi cắt lên. Vậy là mình đã khâu xong rồi nhé mọi người. Tiếp theo bây giờ thì chúng mình sẽ dán mắt vào. Tiếp theo bây giờ thì mình sẽ móc dây túi nhé mọi người. Thì mọi người sẽ đâm vào hai bên viền này cho mình. Sau đó thì kéo lên qua. Sau đó thì mọi người sẽ lên bính. Lên bính cho mình. Và mọi người sẽ lên bính tùy độ dài nhé. Mọi người muốn đeo ngắn hay dài thì mọi người sẽ lên nhiều hay ít cũng được. Sau khi mà mọi người đã lên mọi người đã móc dây phù hợp với bản thân rồi thì mọi người sẽ chuột cho mình vào bên kia nhé. Chuột qua đây. Sau đó móc cho mình một bính. Rồi kéo lên ra. Và cắt cắt lên. Rồi. Sau đó thì mọi người sẽ giấu cái phần lên thừa này đi nhé. Mình sẽ giấu vào trong này. Giấu xong thì sẽ cắt lên đi. Bây giờ mình sẽ dán mắt vào nha mọi người. Bởi vì mình không có mũi hình oval ấy, thế nên là mình đã sử dụng một miếng vải dạ như thế này để mà cắt cái mũi. Nếu như mọi người mà không có mũi hình oval ấy thì mọi người có thể sử dụng cái vải dạ này xong à cắt cái hình giống như mình này rồi dán cũng được nhé. Tiếp theo bây giờ thì chúng ta sẽ dán mắt vào hai bên. Sau khi dán mắt xong thì chúng ta đã hoàn thành rồi nhé mọi người.